liệng rác vô được không? Tại sao tụi bay liệng rác vô nhà tao? Thằng nào có não? Trời ơi, tôi chết rồi, tôi xin lỗi anh. Xin lỗi anh nha, thành thật xin lỗi anh. Tôi tưởng đây là cái thùng rác. Gì? Tưởng đây cái thùng rác hả? Dạ. Biết chữ không? Hả? Cái thùng rác á, là người ta để ngay gốc cây rồi người ta khóa lại. Nó có chữ thùng rác. Dạ. Biết chữ không? Dạ. Nhìn đó. Đâu? Biệt thự tư nhân xin đừng quấy phá. Điện thoại chưa xin. Dạ. Thấy không? Dạ. Coi chừng chó dữ. Biết chữ không? Chó đâu? Đây. Tôi sợ quá, tôi sợ quá. Tôi thành thật xin lỗi anh. Tại vì tôi là người nước ngoài về, tôi không có biết. Anh thông cảm tha lỗi cho tôi nha anh. Hả? Tưởng là nhà anh mà có thùng rác. Xin lỗi anh. Sếp lỡ nước ngoài về. Dạ. Nhìn cái tướng biết rồi. Cảm ơn anh. Mời sếp vô nhà chơi. Ừ. Nhà nhỏ quá. À vậy thôi ngồi ngoài sân nha. Cái sân này là sân của anh đó hả? Người ta thường nói rằng ăn nhiều chở bao nhiêu. Dạ. Bởi vì cái nhà tôi tuy nhỏ nhưng cái sân tôi lớn lắm. Ừ. Chủ yếu là cái sân mà. Sân đẹp quá. Sit down please. Oh, thank you. Dạ. Sếp là Việt Kiều nước nào vậy? Dạ, xin trân trọng giới thiệu cho anh biết tôi là ở Iraq. Iraq? Dạ. Trời ơi, tưởng đâu xa lạ Iraq. Anh biết Iraq? Trời đất ơi, tôi nắm vững thời sự Iraq lắm. Tôi coi TV hoài à. Dạ. Không chừng thấy sếp ở trên đó nữa đó. Cảm ơn anh. Dạ. Mời sếp ngồi nha. Dạ. Chờ chút xíu nha. Dạ. Sếp ơi. Cái gì? Không nói giấu gì sếp nha. Cái gì vậy? Sếp chơi cái này đi. Chơi cái gì? Đây nè. Nói thiệt cái sếp Sài Gòn có một cái không có cái thứ hai luôn. Mà cái gì nó lẻ đấy. Mà sếp tôi mới để cho người khác tôi không để. Ủa dài dòng quá anh ơi. Giá hậu nghị thôi. Kính ra băng của Pháp. Hả? Thấy không? Có một không hai. Ra băng mà của Pháp. Dạ. Cái kính này bao nhiêu tiền vậy anh? Chỉ 200 đô thôi. Trời ơi, cái kính này xấu quá mà 200 đô sao? À, chờ chút. Cái gì vậy? Giúp đỡ thằng em xa mẹ đi. Cái gì? Xa mẹ? Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi mà anh xa mẹ? Dạ 21 tuổi. À, 21 tuổi sao mặt anh già quá. Em ăn chơi dữ lắm. Khỏi, anh khỏi giới thiệu. Nhìn mặt anh tôi biết anh ăn chơi trác táng rồi. Ủa sao sếp biết vậy? Trời ơi, tôi xin lỗi anh nha, tôi nhìn anh là cái mặt này hút dữ lắm rồi. Dạ đâu có hút. Không có hút sao môi đen? Dạ xăm môi. Xăm mà màu đen? Dạ son Thái Lan đó. Trời ơi, cái gì anh cũng nói được hết. Tôi nói anh biết cái bản xa mẹ là để cho mấy đứa bé nó để xa mẹ, người ta thương tình giúp đỡ cho nó. Dạ. Trời ơi, cha già quá mà cha xa mẹ gì nữa cha. Thì mấy đứa bé xa mẹ bé, còn em già xa mẹ già. Mẹ già ở đâu mà anh xa? Dạ xuất cảnh rồi. Xuất cảnh rồi? Dạ. Đi theo diện nào? Đoàn tụ ông bà. À. Là nước nào? Nước dưới. Chết hả? Không biết chết chưa mà đám dỗ ba là gì. Trời ơi, nói chuyện với anh mệt quá. Chết 3 năm rồi ông nội ơi. Thế à? Trời, cha mẹ mà chết mà không biết mà thế à. Tôi nói cho anh biết cái bản xa mẹ này nè. Anh đeo anh có ngày anh bị bắt. Làm gì bắt? Công an sẽ hỏi tội anh về cái tội lường gạt. Trời đất ơi, em đâu có ngu đâu. Kinh nghiệm lâu năm mà. Công an vừa lỡ tới là em lật lỡ vậy nè. Đa. Cái gì vậy? Xa vợ. Nhìn mặt là biết vợ bỏ rồi mà đặt xa vợ. Giúp đỡ cho em đi. Giúp chứ gì? Cái kiến này nó 200 đô hả? Dạ. Tôi nói anh đừng có buồn tôi nha anh. Dạ. 50.000 chưa chắc mua. Bán luôn. Cái gì? Từ 200 đô mà 50.000 anh cũng bán nữa hả? Vô tư. Cái gì? Thích là chiều vô tư. Trời ơi, nói cái tiếng gì vậy cha? À, như vậy là lừa đảo. Gì? Gì lừa đảo? Bây giờ anh đi không? Bây giờ anh đi không? Tôi la lên công an bắt anh bây giờ á. Tự nhiên cái quay bắt ta. Sao anh bắt ta vậy? Khoan, khoan, khoan. Đứng lại. Đứng lại. Đâu anh? Đâu anh? Cái gì? Đâu anh? Cái gì đâu hàng? Trời ơi, đừng bắt em, tội nghiệp em nghèo lắm, đừng bắt em. Trời ơi, bắt anh nào nào mà anh chạy dữ vậy? Chứ không bắt được em chi? Đâu có, được theo anh hỏi thăm anh. Hả? Hỏi thăm. Cái gì? Là mệt quá. Hỏi thăm? Ừ. Hỏi thăm mà rượt cái gì vậy? Đâu có hỏi thăm, chạy anh chạy chứ tôi mới rượt chứ. Rượt người ta chạy làm như người ta quên đóng cửa nhà luôn à. Hỏi thăm phải không? Hỏi thăm. Hỏi thăm lắc bo à. Trời, hỏi thăm mà cũng phải bo nữa sao? Việt Nam giờ cái gì cũng tiền không cha ơi. Giới thiệu bán cái nhà phải tốn cây. Giới thiệu bán xe tốn chỉ. Vô bia ôm gác tay chút xíu tốn 100.000 rồi. Như vậy hỏi thăm là tốn bao nhiêu tiền? Tùy lòng hảo tâm quý khách. Thôi được rồi, không giấu gì anh. Bên này tôi có đứa cháu ăn chơi trác táng dữ lắm. Dạ. Anh thì tứ xứ giang hồ, chắc anh biết nó. Biết. Anh biết nó. Chứ sao? Nó đang ở đâu? Chi Hòa. Tôi không có giỡn với anh nha. Cháu còn ăn chơi trác táng, giờ nằm trọng chứ nằm đâu.
hỏi thăm thì biết nó tên, nó họ, đưa hình, đưa ảnh, tao biết tự nhiên hỏi khơi khơi. À, xin lỗi anh, tôi thành thật xin lỗi anh, đây, có hình của nó đây. Đâu? Đó. Ôi, tưởng ai xa lạ, thằng này thấy hát video hoài. Anh biết nó. Đình Văn trai. Tôi nhớ Đình Văn đẹp lắm mà đâu có xấu dữ vậy. Ừ, hút thuốc nè. Thuốc đâu? Nè. Đâu phải thuốc. Cái gì? Hai cái răng. Hả? Cái răng này giải thoát. Gì? Cái răng này giải thoát. Cái đứa bé này lúc có 3 tuổi à, nó bị đau băng khỉ mọc có 3 cọng tóc nó rụng hết trơn à. Tới bây giờ nó lớn tôi không biết mặt mày nó ra sao nữa anh. Ủa sao cái mái tóc này nó quen quen ta? Đó. Ông ơi, nó tên gì vậy ông? À, nó tên là, để coi, Bành Bù Tọt. Bành Bù Tọt? Dạ. Còn ông? Bành Văn Kỳ. Trời ơi, đúng rồi. Chú Kỳ. Con là Bù Tọt cháu của chú đây. Hả? Mày là Bù Tọt? Dạ. Trời ơi, cháu. Chú. Hôi quá. Mày hôi quá mày ơi. 3 tháng rưỡi rồi chưa tắm mà. Trời ơi trời, mày có cái gì chứng minh là Bù Tọt cháu tao? Mày đừng có gạt tao nha. Không có đâu, má của cháu là Bành Thị Cóc nè, ba của cháu là Bành Văn Ếch nè, còn con là Bành Bù Tọt đây. Thôi đúng rồi, nguyên gia đình cóc nhai ở nương, gia đình sống đầm sen mà. Bù Tọt con chú. Yeah. Mày hôi quá, mày nhào là tao sao tao chịu nổi. Quên. Trời ơi trời, sao con tiều tụy tàn tạ quá vậy con? Nói không phải khoe khoang với chú. Sao tại con làm ăn lớn quá rồi cái con thiếu nợ con trốn luôn. Con làm ăn lớn rồi con thiếu nợ? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi quá. Con khổ quá chú ơi. Đâu con quay qua chú coi hình hài của con coi. Đây. Chú về hồi nào bảo ghé thăm con? Có, chú đi thăm con về quê là nói con đi rồi. Chú tìm cô khắp mọi nơi con biết không? Chú con. Trời ơi, sao chú không đánh điện cho con hay đó, con đem xe ra rước chú. Hả? Con có xe riêng? Không phải, thuê. Trời ơi, thuê thì chú thuê cũng được, việc cần chi con? Mà chú về đây rồi chú ghé đâu? Chú tìm con ở đâu? Cái gì mày? Tôi đừng la âm sùm tội nghiệp cháu chứ. Mày nói là tao gửi tiền mày làm vốn làm ăn buôn bán bên này, mà mày mở bia ôm mày trét đăng mày không? Nè, chú đừng nghĩ có tiền có bạc mà la con cháu ngoài đường ngoài xá nè.
Dù sao xì ke cũng còn danh dự của xì ke á vậy. Trời ơi, xì ke mà danh dự hả mày? Danh dự là danh dự, tao là chú mày nè. Nếu chú cảm thấy rằng có thằng cháu bất danh dự, chú đi luôn ấy, đừng về Việt Nam nữa. Cái gì? Mày đuổi tao? Vô tư. Mày nói cái gì? Thích là chiều, vô tư. Được rồi, ngày mai, ngày mai tao sẽ trở về Iraq. Không cần ngày mai đâu chú, mà là hôm nay. Chú bước lên tàu, tôi bay tay chào. Là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau. Xa nhau, xa nhau. Nhau với tao hả mày? Trời ơi, trời ơi. Bây giờ mày muốn đánh luôn chú mày phải không? Đánh thôi tao. Sao mày kênh tao? Kênh đâu? Cái mùa đen là vậy, cái kênh gì? Trời ơi, đạp ta xiển niệm nó ra kênh. Ơi chê con bố mẹ ơi, về chưa cho tiền cho bạc tự nhiên chửi người ta. Ôi giời ơi, bố mẹ ơi, sanh con ra nhầm mùa mưa cho đời con khổ thế này. Nín mày, mày khóc hả? Mày mới đuổi tao mà mày khóc hả? Mày đâu có đuổi đâu. Từ xa xôi về tao thăm mày mà mày đuổi tao. Chưa cho tiền làm sao dám đuổi. Mày có biết là tao thương mày lắm không? Hiểu. Mày có biết bên kia tao làm ăn cực khổ cỡ nào không? Cô hiểu. Thôi, tao đi. Tao không còn là chú mày nữa. Tao không bao giờ có đứa cháu mất dạy như mày. Tao đi. Người phụ ta rồi có phải không? Cớ sao bỏ cháu đi y rắc? Rắc sao mày ca rắc mày? Dạ rắc ca không đúng, tao cũng rắc mới đúng. Mày giỡn mặt với tao hả? Nào dám. Mày biết tính tao xúc động mà. Cô hiểu. Mỗi lần mày khóc lóc, mày than thở là tao quay trở lại, mày thấy không? Dạ. Nhưng mà thôi, tình nghĩa chú cháu mình tao đi chấm dứt. Vĩnh biệt mày, tao đi. Mưa bụi nhạt nhòa thuê hết con chim. Nay tôi đi rồi tôi biết về đâu. Ngày xưa ai biểu ham chơi, giờ đây làm khổ cho tôi dứt tình chú cháu từ đây. Thôi được rồi, chú đi đi. Về Iraq mà sống trong giàu sang phú quý. Còn cháu, thế là hết. Mày chết đi kệ cha mày. Tôi hiểu rồi. Mày đừng có nhìn mặt tao nữa. Mà tao yêu cầu mày đừng có yêu tao bằng chú của mày nữa. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng vĩnh biệt mày, tao đi. Nam mô A Di Đà Phật. Chuông đổ chùa xa, chiều nay có người lên chùa quy y thi pháp. Người có làm tôi khổ quá. Bởi nợ nần kia không tiền trả, người ta con phải lên chùa tu. Đừng, đừng con. Đầu tóc chiều nay vừa mới xây, tôi phải hy sinh đen trên mình, xin quăng xuống sình lìa xa nhân thế. Nào thân cửa từ bi. Thí chủ về Iraq thiện tai, thiện tai. A Di Phò Phò. Con đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen mồ. Đừng có đi tu mày lên chùa làm phiền nhà. Thứ cho con hả chú? Nếu mày biết ăn năn hối hận. Chú ơi, từ xưa tới giờ con ăn năn quá,
Mặt cũng không có làm sao cứu gỡ được chú ơi. Vì nợ nần tứ tôn cũng xấu hổ quá. Chú làm ơn chú trả hết nợ nần cho con đi. Dẫn con lên Fatima trị bệnh để con làm lợi cuộc đời đi chú. Hả? Phải những lời nói của cháu tôi không? Từ đây lòng ăn đắn hối hận của con. Trời ơi, phải chỉ từ lúc đầu con nói những lời nói này làm sao chú giận chú ghét con được. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi quá. Bởi vậy con lát tâm đi. Trời con hôi lắm. Bây giờ mày nói cho tao biết, mày khẳng định cho tao biết từ nay trở đi mày còn cờ bạc ăn chơi trác táng xì ke ma túy nữa không? No 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 no. Tao già tao lớn tuổi mày ca nhạc rap cho tao xỉu hay chi vậy mày? Vậy chắc chú thích trữ tình. Vậy con hứa trữ tình với chú được không? Khoan, bây giờ tao hết tin tưởng mày rồi. Bây giờ mày hứa cho những người mà mày thiếu nợ người ta, mày làm khổ người ta trước mặt bà con cô bác, mày hứa sao mày nói cho tao nghe. Vâng, con xin hứa trước mặt bà con cô bác đây. Hứa sao? Tôi hứa từ đây bác bài chỉ ghé chuyện con, cố gắng làm ăn để được bà con mến yêu. Con hứa câu này chú tha thứ. Cuộc sống làm người cũng phải nhớ, phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai. Phải sống cho nhau vì nhau tất cả tương lai ngày mai.